Chú bác của chị mình ha, hôm nay lên chú bác video bao gồm 25 món hàng như thế này, bao gồm cần câu mấy câu nha. Quý chú bác mua hàng để liên hệ với qua số điện thoại Zalo là 0919 192035, em tên nghiệp phí ship là 30.000 cho một đơn, hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn. Hàng bên em là hàng ship nhanh, không phân biệt giá trị cao hay giá trị thấp, cũng không phân biệt vùng miền. Anh em ở vùng sâu, vùng xa hay ở ngoài đảo cũng quan trọng, cũng là 30.000 một đơn thôi nha. Thì số điện thoại mua hàng của em là 0919 192035, em tên nghiệp. Và anh em mua hàng bên em thì lưu ý bắt buộc là quý anh em mình là phải kiểm tra hàng thật kỹ trước khi nhận dùm em nha. Anh em nào mình không kiểm tra hàng thì mọi khiếu nại, mọi thắc mắc về sao em không giải quyết, anh em lưu ý vấn đề rất quan trọng như vậy nha. Thì đôi khi sẽ có những cái trường hợp đặc biệt anh em mình không kiểm tra hàng được thời điểm nhận hàng đó, thì khi anh em mình đem hàng về nhà thì trước khi mình khui ra mình kiểm tra hàng bên trong, vui lòng mình lấy điện thoại ra mình quay video lại giúp dùm em. Hàng của em lúc nào cũng có tem niêm phong hàng hóa hết anh em. Quay kỹ lại hàng chưa có dấu hiệu chấp vá hay dập gãy bên ngoài gì hết, anh em cứ quay lại giùm em ha. Trong quá trình mình khui ra, nếu phát sinh hàng hư hỏng, dập gãy trong quá trình vận chuyển, hoặc là hàng gửi không đúng, hoặc là bị đánh tráo sản phẩm, hoặc là hàng bị lỗi không đúng với cam kết ban đầu, anh em mình cứ cung cấp video cho em, em sẽ hoàn hết tất cả tiền vận chuyển 100% tiền phí cho anh em mình hết nha. Còn lại tất cả những trường hợp còn lại anh em mình không kiểm hàng và cũng không có về video lại lúc kiểm tra hàng thì mọi thiệt thòi, mọi khiếu nại về sau em không giải quyết. Và rất quan trọng là để bọn lừa đảo nó không lừa anh em mình nha. Còn thì anh em cứ chịu khó mình theo dõi tin tức hoặc là mình đọc báo, bây giờ có bọn lừa đảo, nó lừa đảo rất là nhiều, và hình thức lừa đảo chi tiết như thế nào thì anh em mình cứ tham khảo ở trên thông tin đại chúng rồi đó, có chia sẻ rất là nhiều video về vấn đề mà lừa đảo cái chuyện mà ship hàng bây giờ anh em nha. Thì anh em mình cẩn thận, thì tốt nhất thì cái biện pháp của em đưa ra hiện tại là bắt buộc anh em kiểm tra hàng hết. Thứ nhất là tốt cho anh em mình, cái thứ hai đảm bảo quyền lợi cho anh em mình nha. Một khi nhiều khi anh em mình nhận hàng xong rồi anh em gọi là rất khó giải quyết, anh em mình tốt nhất cứ kiểm tra hàng thật kỹ trước khi nhận giùm em nha. Còn cái bọn lừa đảo nào ship tới cho anh em mình, nhận hàng giùm, đừng bao giờ kêu người nhà nhận hàng giùm nha anh em. Hiện tại đừng bao giờ nhờ người nhà nhận hàng giùm, nhận không được thì cứ kêu mày lưu bưu cục, lưu bưu điện gì đó, hoặc là kêu mày giao lại sao tao, tao làm về tao nhận, còn không được thì cứ báo cho em, gọi điện cho em, đừng có nhờ người nhà nhận ẩu hoặc là chuyển tiền cho bất kỳ shipper nào hết. Tốt nhất ngăn chặn cái bọn lừa đảo ha, bây giờ nó lừa đảo rất là nhiều, em lưu ý như vậy. Rồi, mã đầu tiên là cho anh em mình, đây là combo hai con máy nha anh em. Cả hai con đều là máy China xuất Nhật hết ha, cả hai con đều size 1000 hết anh em. Khối nhựa hết, khối nhựa thân nhựa hết nha, hai con này hàng China. Hàng China bãi Nhật nè. Con này nó hơi nhỏ hơn con này một tí nên em, con này size ngàn này, con này nhỏ hơn tí, con này size chắc khoảng 800. Hai con bé tí tiên sinh nha. Máy thì đổi tay trái phải được hết anh em, đổi tay trái phải được hết, hoạt động thì mượt mà. Mua bên sống hết, đổi tay trái phải mua bên sống hết, con nào cũng vậy hết nha. Mấy combo giá rẻ nè anh em, mấy combo máy giá rẻ cho anh em mình về mình chơi nha. Hai con mặt số 1 150 anh em, hai con này mặt số 1 150. Tiếp mã số 2 cũng vậy, cũng combo hai con này luôn nè, hai câu được bằng nhau nè, hai con này sai ngàn nè đó, về câu Ikada đồ hoặc câu ISO đồ nè nha. Hai con sai 1000 hết, cũng là hàng China xuất, cũng là mũ pin sống, không lỗi lầm gì hết nè. Máy cũng đổ tay trái phải hết nha, cũng vậy thôi anh em. Hai con này mã số 2 bây giờ, mã số 2 cũng 150 luôn nha anh em. Hai con này mã số 2 giá cũng 150 luôn. Rồi mã số 3 cũng lên cho anh em mình combo hai con này luôn nè. Hai con này thì xe to hơn, size khoảng 3000. Hai con này là cũng là hàng China xuất Nhật, cả hai con đều có kim loại nè. Có kim loại này ha. Con này cũng có kim loại nè, thân nhựa nè. Đổ tay trái phải mua bên sống hết anh em. Hai con đẹp nha anh em, không có con bị lỗi nè, không có con nó bị gãy cái lò xo nè, gãy lò xo gạt cước nè. Anh em nào về biết thay thì mình thay lại. Em không biết sửa mấy này đâu nè. Nên em cặp hai con này cho anh em mình dễ chơi nha. Con hãng Spotlight, hàng chính hãng Trung Quốc xuất nè, size 3000. Hoạt động đi mượt mà nè. Đổi tay trái phải nha. Con này đi dây đây không lỗi gì hết. Con này thì ngon lành anh em. Thì combo hai con này mã số 3 bán quý chú bác mình giá là 250.000, mã số 3 hai con như thế này. Tiếp tục anh em ơi, lên mấy con này là hàng ngon của mình đi. Em thấy con này là hàng ngon không ạ? Con này con Shimano nha em, con Shimano LF size 3000 nha. Con này size 3000 này, C3000 nè em, cước số 1 400m, cước số 2 150m. Ha. Spool ARC nè, ARC spool nè em.
nó hơi trầy chỗ có viền có này tí xíu nữa nè, chả ảnh hưởng gì hết. Size 3.000 nha nè, xấu chỗ này nè, chỗ này xấu nè, ui đi trầy nè nha. Con LF con này rất nhiều anh em mình chơi thích lắm nè ha, hàng made in Malaysia, sản xuất tại Malaysia xuất Nhật. Con LF C3000, máy đổ tay trái phải, hoạt động được vô cùng mượt mà nè. Nên không? Vậy đây là rất là mượt nha. Đó, có nút châm dầu bên hông nữa nè. Khỏi phải mở máy ra. Con là mã số 4 nha, bán quý cho bác mình giá là 1 triệu mã số 4. Tiếp tục nha nè, con này cũng vậy, con Shimano Natsui. Con Natsui con này cũng size 3.000 luôn nha. Con này cũng nắp chầu, nắp châm dầu bên hông nữa nè. Nè, cũng là con Shimano Natsui C3000 nè nè. C3000 đấy ha. À, con này thông cước, cước số 2 vô được 150m cũng y chang con kia thôi nè. Nó cũng y chang con kia thôi mà cái thông số cho nên nó hơi mờ tí xíu nha. Cũng là C3000 con Shimano dòng Natsui. Rồi con này nó bị lỗi chỗ này nè, bị nứt chỗ này nè. Hai chỗ này về anh em mình hàng lại được đấy em, chấm lại được, hàng được nha. Đó, nó bị lỗi, nó nứt chỗ này nè, anh em thấy không? Con cũng hàng Malaysia này nè. Đây. Đó, cũng rất là mượt. Rồi con này mã số 5 em giá 1 triệu anh em, nhưng mà nó bị nứt cái chỗ này nè anh em ơi. Ha, em bớt anh em mình 200.000. 200.000 nha, có bán giá anh em mình 800 thôi. Giá còn là 800. Mã số 5. 800.000. Rồi tiếp là anh em mình con này, anh em muốn kim con size 6.000 nè. Thì quấn cá tra dịch vụ luôn nè, quấn biển luôn nè, con ngâm câu xong rồi đó. Con này con Shimano Ultra size 6.000, made in Japan nha, dòng Utega XT 6.000, cước số 4 250m, cước số 5 là 200m. Máy này đẹp anh em, hơi dơ một tí. Hơi dơ một tí nè. Trải ít dưới tích này chút xíu. Mua bình sống, máy đổ tay trái phải, ngon lành cành đào nè, made in Japan, dòng là nội địa Nhật nha. Đổ tay trái phải, máy thì mượt giá mang luôn, size 6.000. Đó. Anh em là câu sông, câu hồ luôn nè, quýnh cá tra luôn nè. Lấy con này đưa đến biển cũng được đó nè. Xây 6.000 là nó in ra bằng. Mã số 6 giá 1 triệu 2 nha nè. Giá 1 triệu 2 cho con Utega 6.000 ra bằng. Rồi, tiếp theo nè em ơi, lên cho nên mình cây này là nguyên bản của mình là cái cần tay nha nè. Cần tay nhưng mà thằng Nhật nó độ lên thành cần chở máy nè nè. Nè, cái phôi này phôi cần tay đàng hoàng anh thấy không? Thì thôi cây này về anh em mình tháo hết phen chỉ lóng một ra anh em ơi, trả nguyên bản nó cần tay anh em đánh nó giá trị hơn nhiều nha nè. Nè, lóng trong còn rất là đẹp nè. Cây này như em đo nó 4,5 m tầm khoảng 4H anh em. Anh em thấy không? Lóng trong rất đẹp luôn. Về cắt hết mấy chỉ này bỏ đi nè, tại vì nó nguyên bản cần tay anh em, trả lên đây nó cần tay đi. Đừng có lên chi mất cái chỉ cây cần nè. Nó gãy ngọn nữa nè, về cắt bỏ đi, bấm ngang đây luôn, chơi ngọn to luôn đi. Nha, nó còn khoảng 4,5 m anh em, phôi cần tay. Thì cây này về anh em rảnh thời gian chút xíu anh em mình cắt bỏ hết, làm đây cần tay anh em đánh cho nó ngon lành. Nha, giá thật rẻ, 300.000 mã số 7. Tiếp anh em, cây này cây xích lở nè anh em. Cây xích lở cây này nó mất cái nút đít rồi anh em ơi, nó mất nút đít, nó lấy một cái núm khác nó gắn vô nè, nó còn có lưỡi câu nhìn nè 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 nè. Nè, thấy không? Rồi cây xích lở cho anh em, cứng khoảng 20 dài 3,9 m, hàng carbon. Phôi có chạy xước, phôi không được đẹp, bắt máy Fuji nha, dài 3,9 m, hàng made in Korea nè. Đó. Phôi không đẹp nha anh em, tất cả mình phen Fuji hết. Phen thì đây. Có một phen nứt nhỏ xíu chỗ này nè. Ha, còn tất cả phen còn lại là ok hết. Đây, phôi ở trong cũng không đến nổi nè. Cái góc mình nó bám bụi dơ anh em nhìn nó cũ. Phôi ở trong thì nó có trầy nhưng mà nó còn bóng đẹp thấy không? Bóng mới là cũng không đến nổi nè. Carbon. Đọt 2,5 l nha anh em. Cứng khoảng 20, 25. Cây cứng 25 cũng 20 thôi nè. Cứng 25 về 39 xuất lở. Cân nặng của mình là 380g, mã số 8 mình bán giá là 400.000. Tiếp cái này cái ISO khoảng nhỏ nè, cái này hàng carbon, cái này cái Daiwa carbon gold nữa nè. Như em nói với anh em mình á, mấy cái hãng Daiwa mà dòng anh em thấy Daiwa carbon gold phôi nó rất là tốt. Anh em cứ mua về chơi đi. Hạ tay đánh cũng ngon mà đánh ISO cũng ngon. Cây này là phôi nó không được đẹp lắm. Nè, phôi chạy sờn nè.
Đó thì với em về cây này về hạ tay thì anh em sơn là cho đẹp nha, đọt số 2. Dạy 48 ISO phen nhỏ, cây đã qua carbon gold nè. Tất cả mình phen Fuji hết. Ha, phen mình không có nứt, không có hư. Carbon. Đó. Đọt 0.8 nha anh em, ngọn số 2 dài 4m8, cân nặng mình 213 g, mã số 9 400.000. Tiếp cây này anh em. Cây này lấm lỡ này anh em, thu gọn 80 cm, cây hãng của Nissin ha, nhưng mà cán của cần tay ha, nhưng mà cái form cần là form cần của cây ISO khoan lớn nè, size M nè anh em. Size M dài 2m7, hãng của Nissin nè, bắt mắt Fuji rồi luôn ha. Hãng Nissin đây. Fan của mình thì đây, tất cả của mình đều là fan Fuji. Đó, phen Fuji phen này bị nứt viền chút xíu nè, nứt nhỏ khoen chút xíu nè anh em. Thì cây này nó bị hư cái đầu bu nha anh em. Đó, em thay cái đầu bu chống sắn cho anh em mình luôn nè. Nhiều khi về mình đánh dây nó không có bị rối trên quấn trên đầu bu ha. Bu là bu chống sắn, không phải bu của Fuji anh em, cây này cái bu hãng bên ngoài thôi nha, cũng là phen dòng sứ đá xám này nó giật. Thay cho anh em mình. Còn lại phen thì phen Fuji hết. Thì cây này anh em nó đọt tầm khoảng số 3 thôi, đọt số 3 của ISO cho anh em mình chơi thôi nha, dài 2m7. Đó, thì cây này ví dụ anh em mình muốn phen nhỏ hết thì về nè, tháo phen lớn này bỏ hết nè, anh em gắn phen nhỏ lên nó sẽ giá trị cái cần hơn nhiều nha. Nếu mà thay cái phen nhỏ ra sẽ bán được giá trị hơn là để phen lớn như thế này nè, tại vì size mà 2m7 như thế này nè, anh em ở Quảng Ninh đó, Cẩm Phả đâu đâu thì móng cái rồi đó họ sẽ đánh nhiều hơn nên giá trị nó cao hơn nha. Thì cây này mã số 10 vẫn bán anh em mình giá 400 thôi, giá 400 nha. Ngọn của mình 1 ly 8, cân nặng của mình 147 g, mã số 10 400.000. Tiếp lên mình cây này là cây quýt lăng xê nha anh em, cây hãng cũng Ryobi nè anh em, thấy không, phơm gần đây đó, cây hãng cũng Ryobi, cái chỗ này nè nó đẹp, cây này đẹp mà cũng bị lỗi phe nè anh em nha. Bắt máy Fuji tem vàng sọc xanh nè, cứng 50, dài 3m9 nha, hãng Ryobi phiên bản special đặc biệt nè, hàng carbon tem vàng nội địa đây nè. Nó cũng dạy khoen nguyên bản của mình cây này anh em, là nó phe Fuji chân đen như thế này nè ha, nó cũng bị hư khoen hết, em thay phen khác cho anh em mình. Đó, hên là em thay được phen Fuji nha anh em nè, ba cái phen này là phen Fuji hết nè, không có nứt gì hết, nhưng mà phen Fuji trắng thôi, cũng vẫn vậy, cũng vẫn là thay cái đầu bu chống sắn cho anh em mình nè, để anh em mình tiện dụng hơn ha. Mà chống sắn lúc nào nó cũng tốt hơn ấy dân, nhưng mà nó không có phen Fuji thôi, nó chỉ là phen thường thôi bên ngoài thôi. Đó, carbon này nha anh em, thôi cũng rất đẹp, rất mới luôn, cứng 50, dài 3m9. Carbon đọt 2 ly 4, 50, dài 3m9, một cây quýnh lăng xê, cân nặng mình 470 g, mã số 11, giá là 600.000. Tiếp cây này là cây ISO khoen lớn, cây đai qua nha anh em, em có hư khoen tháo hết bán cho anh em về hạ tay nè. Cây này anh em hạ tay cũng vậy, nó rơi vào tầm khoảng 8h nha, tầm 8h có cần tay nè. Một cây hãng con đai qua đây, đọt số 4, 5m3 nè, dòng ISO cách nè, hàng made in Korea nha anh em, sản xuất Korea xuất Nhật. Nó có chạy sờn dưới góc như thế này. Carbon, có chạy sờn nè, nó cho bắt mình không? Đây, chỗ này dính dơ nha anh em, dơ chùi ra nha, không có chạy đâu. Anh em kiếm một cây thằng tay bao lực, nếu mà anh em về anh em bỏ đóng góc luôn, anh em đánh nó khoảng 4m rưỡi thì cây này nó còn cứng hơn dữ nữa nè. Mấy này là dơ về mình tẩy ra hết nè, ngọn cũng vậy, nó gãy ngang cái ngọn, nó văng hết dàn khoen ngọn ra nè, nó gãy ra nó bị sượt miếng carbon chỗ đầu ngọn nữa nè. Anh thấy không? Ngọn hiện tại của mình là 1 ly 8, cân nặng của mình là 385 g, cây này mã số 12 nha. Em bán cho bác mình giá là khoan bán 500.000 thôi. Mã số 12 bán 500, ghi giá 600 mình. Thôi bán 500 thôi nè. Em thấy cái đầu ngọn nó bị sượt, nó mất giá trị quá, bán 500 thôi. Mã số 12 nha nè, 500.000. Tiếp cây này em cái ISO VIP này nè, một cây NT Basic nè, một ISO dây trong nè, có chế độ zoom nữa nè. Nhưng mà cái cán nhựa của mình nó bị nứt rồi nè. Anh thấy không? Ủa, bỏ này không được mà anh em, đâu có xài này đâu, gắn vô thêm làm gì cho nó nhìn thấy nước nước chứ không biết, thôi lỡ để lại đi, anh em về anh em mình coi ha, ai thích anh em thích gỡ ra. Một cây NT Basic có chế độ zoom này anh em, fan xích gold nè nha, có chế độ zoom đây nữa nè, đó lúc zoom lại nữa nè. Một cây NT Basic đọt số 2 và 5m3, dòng Basic là dòng cao cấp của NT rồi, anh em không phải bàn cãi nha. Phôi có trầy xước đây đó. Thì cây này anh em nó bị mất cái dòng sứ trên đầu bu nha. Nè anh em thấy không?
về anh em tự kiếm sức khác mình đổ vô, hoặc là về anh em mình hạ tay, hoặc là kiếm đồng hồ khác mình thay vô nha anh em. Còn phôi thì em bao anh em mình là phôi nguyên zin đó, bao anh em mình phôi nguyên zin luôn nha. Thì giá bán cho anh em mình là chơi trải nghiệm anh em, ISO dây trong là phen chạy trong thân nha, cây này độc số 2 nữa, 5m3 đó anh em. Không em kéo mà anh em nghe rột 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 không, là trong thân nó có khoen ở trong, nó trong anh em, nó chạy ở trong thân á. Chứ về có bu khác thay được bu khác vô thôi là được cây basic ngon lành nha. Ngọn cây này của mình ngọn 2 ly 6, dài 5m3, độc số 2 nè. Rồi cân nặng của mình là 290g, mã số 13, 600.000 nha anh em, 600.000. Tiếp anh em, cây này cây ISO biển, cây hãng của ông Daiwa nha, cây ISO biển bắt máy Fuji Daiwa tem vàng nè. Nha, cây này đọt số 3, dài 5m4, ISO biển nha nè, mà nó cứng tầm khoảng đọt số 6 của mấy cây ISO bình thường. Thì đó, anh em còn kiếm cây ISO mà gọi là cây nhỏ mà cứng bạo lực thì lấy cây này. Cái nền phôi của mình cũng là cái nền hai da nữa nè. Ha. Nhưng mà cây này cây đời cổ thôi. Tất cả của mình đều là phen Fuji, đầu bu đá trắng. Nè, phen đóng một bụi lớp, đóng lớp bụi này nè mấy giờ. Nó có lau chùi vệ sinh gì đâu, hàng về nó bụi Nhật, nó nguyên si thôi, bóc ra mà bán thấy chưa. Ồ, phôi trong nè, có chạy sờn này nè, chạy sờn nó vẽ chữ bằng nhức mực trên đây nè, nó ghi chữ tên như nó trên đây nè, nó không nè, phôi có chạy xước nhưng mà nó vẫn còn đổ bóng mới nha anh em, chứ không phải là nó cũ nha nè. Anh em nhìn nè, nó xước lâm tâm rất là nhiều nhưng mà cái độ bóng mới của phôi nó còn rất là cao. Thì anh em nào hay đánh ISO biển đó, đặc biệt là anh em đánh ISO gần biển mà kiếm cây ISO khoan nhỏ mà quýnh bạo lực đó, thì đây cây này giá thì em bán cũng rẻ thôi, em bán cây này giá cho anh em mình cũng 600 thôi, mà đọt cái khoảng số 6 rồi nha anh em, nó cứng nha. Ngọn của mình 1 ly 8, ISO biển nó cứng gấp đôi với ISO thường nha anh em. Cân nặng của mình là 394g, cây này mã số 14 nha, em bán giá là 600.000 nha anh em. Số 14 giá là 600.000. Tiếp tục là như mình đây, cây cần tay lóng ngắn, cây này 3m3, ở cây lóng dài anh em, cây Shimano nè, super carbon nha anh em. Dài 3m3 4H, anh em đánh size 3m3 lấy cây này đánh cực kỳ ngon. Cây Shimano nội địa Nhật anh em. 4H nha. 4H mà form vừa cứng anh em, cứng thân anh em, chứ không phải là cứng ngọn đâu. Ơ, phôi cũng có chạy sờn, nhưng mà phải thêm 3 tấc nữa, 3m6 thì ngon. Thì cây này nó 3m3 thôi nha anh em. Đọt của mình là 1 ly rưỡi anh em, đọt 1 ly rưỡi nha anh em, đây 3m3 4H. Cân nặng của mình là 107g, cây này mã số 15, em bán giá là 600.000. Tiếp anh em, cây này cây 3 khúc nha, một cây 3 khúc hàng carbon, phen của mình là phen Fuji dạ quang, phen biển đây nè, cứng 120, 3 khúc dài 3m nha. Cây này có nặng Ryobi chuẩn nội địa Nhật. Thì cây này điểm trừ của mình là nó bị thay đầu bu anh em, không hụt miếng nào nha, cái đầu bu cũ em nghĩ chắc nó hư, bu cũ của nó cũng là bu có dòng sứ dạ quang xanh xanh như thế này nè anh em, nhưng mà nó hư, nó thay thì nó bu đá xám, cũng là bu Fuji nha. Cây này 3 khúc cứng 120 là anh em, 3m nha, phen biển tem nội địa Nhật đầy đầu nè anh em, phôi có chạy sờ. Mấy cây này, mấy cây này đập trâu nè anh em, là về mấy cây này dành câu ngâm, câu sông, câu hồ hoặc đi biển đánh nè, đập trâu đập bò nè, cứng 120, 3 khúc di chuyển rất là gọn, hàng carbon nha, chuẩn nội địa Nhật, hãng Ryobi đây. Rồi thì cân nặng của mình 593g, ngọn của mình là 2 ly 8, cây này mã số 16, 600.000. Tiếp lên với bác mình, cây này là cây ISO khoan lớn nên cây này đẹp quá trời nè anh em. Cây này dòng đời cao đó nè, dòng đời cao, hãng con Suzumi nha, thu gọn của mình là nó 1m10-15 anh em. Hãng Suzumi dòng carbon đời cao, 2 carbon nè. Nha, dòng đời mới nữa. Hơi dơ nha anh em, hơi dơ cũng có chạy sờn nhưng mà tổng thể là đẹp đấy nè, bắt máy Fuji tem vàng. Đây, bắt máy Fuji tem vàng giả băng, dài 4m5 nha anh em, đọt tầm khoảng số 4 số 5, nó không ghi trên đây nè anh em, nhưng mà khoảng số 4 số 5 nha, super carbon nè, made in China, sản xuất Trung Quốc, xuất Nhật nha anh em, dòng đời mới. Phôi anh em nhìn nó giống như áo một cái lớp mỡ màng màng bên ngoài nè đó, còn ở trong thì đẹp lắm, tất cả mình fan Fuji hết, fan không nứt không hư fan nào đó, carbon anh em rất đẹp. Đúng rồi, cây này đọc khoảng số 5 anh em, để em rút ra một cách thử. Ủa, cây đọc số 5 anh em à. Ủa, đọc số 5 dư sức luôn, dư sức đọc số 5 nha anh em. Nha, dài 4m5 nè.
thu gọn 1m15, không phải 1m15 mà là 1m05. 1m05 nha, ngọn của mình là 2 ly 2, cân nặng của mình là 420 g. Cây này mã số 17, em bán giá là 700 nha em, mã số 17 giá 700.000. Tiếp lên cho em mình cây này, cây này cây ISO, cây nhỏ nha em, cây này mới đúng chuẩn bài nè anh em, là kiếm cây 3m6 ngon đấy cây này ha. Cây này nó có bọc sẵn cái tay cầm hết trơn nè, nó bọc sẵn, nó lấy cái bắt máy nó tháo nó tháp ra ngoài luôn nên gắn bắt máy ra ngoài luôn nè, nó bọc màng co bên trong này thấy không. Cây này 3m6 đọt số 3 nè em, cây này hãng của thằng Daiwa DZ nè nha, đọt số 3 luôn, 3m6 chuẩn zin 3m6 luôn nè, không hụt miếng nào, tất cả mình fan Fuji, rất đẹp, thu gọn cũng gọn nữa nè. Thì đây anh em được kiếm mà size 3m6 3m9 nè, thì tầm này là cây này quá ngon rồi nè, tầm giá này em bán em mình giá cũng có 700 thôi. Đọt số 3 dài 3m6 ngọn 1 ly 2, thu gọn của mình 80 cm anh em, cân nặng của mình là 188 g. Cây này mã số 18, em bán giá là 700.000. Tiếp anh em, cây này cây Nissin nữa nè, thu gọn 1m, chưa tới 1m này anh em, thu gọn của mình 60-80, khoảng 95 cm anh em, thu gọn 95 cm. Cây này hãng của Nissin nè, nó hơi dơ một tí nên em, hơi dơ hơi bụi một tí nè, độ cứng 50, dài 3m3 nha anh em. Dòng rồ square là dòng cao cấp của thằng Nissin này nè, bắt máy Fuji tem vàng cũng vậy nè, cái góc mình nó hơi dơ hơi màng mỡ xíu nè đó. Thì của mình cũng là fan Fuji nha em, tất cả của mình đều là fan Fuji hết đó. Em nhìn qua thì không có nứt khoen nha, không có nứt, không có hư khoen gì hết trơn nè em, không có hư phần nào hết nha. Độ cứng cứng khoảng 50, dài 3m3, thu gọn 95 cm, mấy cái này là sờn không có trầy đó, dơ nè, nói chung tổng thể ngon lành anh em. Mấy cây Nissin như thế này anh em khó kiếm lắm, dài 3m3 nè, độ cứng khoảng 50, đọt 2 ly nha anh em, đọt 2 ly, cân nặng của mình là 329 g, mà số 19 700.000. Rồi anh em kiếm cây 2m7 2 ngọn thì em còn đường cây đây anh em ha, cây carbon 2 khúc 2 ngọn 2m7 nè anh em, ngọn cứng 30, ngọn cứng 50 nè, carbon sắn phôi đẹp giá rẻ thì cây này tem vàng nội địa nè anh em, một ngọn cứng 30, ngọn cứng 50, 2m7, tất cả mình fan Fuji hết em chưa thấy chưa. Trước chú bác là mình hỏi em quên mất rồi thì em nói hết rồi, hôm nay lôi lục đục ra thấy còn cây rồi, giờ hết nhớ khách ở tên gì rồi nên đâu có thể nào mà quay video cho xem được đâu, nên đăng lên đây cũng hy vọng là cái chú hôm trước hỏi thì có xem video này để mua được cái này. Hai ngọn 2m7 nhưng coi như để mua một được hai rồi, nó có một cái vết trầy chỗ này một tí, nó bị móc ở đâu anh em, nó bung lớp keo lên nè, lấy quẹt hơi chét lại là xong nha. Hai khúc rồi, cân nặng của mình là 378 g, ngọn anh em, ngọn nhỏ nha, một ngọn 1.5 ly và một ngọn 1.7 ly nha anh em, ngọn cứng 30, ngọn cứng 50. Cây này mã số 20, bán giá là 700.000 ngọn nha. Tiếp cây này cây cần tay anh em, cây cần tay lóng dài quý chú bác mình ơi, cây này nó dài 8m1, độ cứng rất là cao nè nha, phôi này phôi săn hàng nè, cho anh em quýnh chấm đen hoặc là anh em quýnh chép đầu 10 rồi quýnh được nè, hoặc là anh em nó cần tay bờ biển rồi đó, gần biển bao lực đó em lấy cây này. Thì cây này nói chung nó có một cái lỗi anh em, nó có một cái lỗi nha, một cái lỗi nhưng mà xử lý dễ cũng được anh em, khỏi cần xử lý cũng câu bình thường thôi. Thôi mấy cái lóng phôi là đẹp nha anh em. Nè anh em biết lỗi là lỗi chỗ nào không, là cái lóng hai của mình nó bị kênh anh em, không phải lóng hai bị kênh mà đầu lóng thứ ba mình nó bị xước, nó có một cái dấu rạn nứt nhẹ nè anh em, thấy không, chỗ này bắt buộc anh em về mình phải quấn chỉ, mình có quấn đại dài xuống như này anh em, quấn chỉ hoặc là anh em lấy bằng keo đen hoặc keo trong cho nó mỏng chút xíu anh em quấn là được nha. Không phải em nhớ lộn cây khác, cái cây kia ngọn nó mới, cái lóng hai nó mới kênh, còn cây này là nó nứt đầu lóng, nứt đầu lóng thứ ba nha anh em, phôi rất đẹp. Thì nói chung mấy cái lỗi này anh em về quýnh bạo lực thì sẵn anh em quấn hết đi nè, tất cả đầu lóng anh em quấn hết đi về anh em đánh cho yên tâm nha. Cây này tầm khoảng 8h đổ lên nha anh em, dài 8m1, có lỗi đầu lóng 3, nứt xước 900.000, ngọn 1 ly 7, cân nặng mình 524 g, mã số 21, giá là 900. Tiếp đi cho mình cây này nè, một cây súp quá đã luôn nè. Thứ nhất là thu gọn, trời ơi thu gọn của mình có 95 cm thôi nè, cứng là cứng 30, 4m2 luôn nè, thông số tuyệt không, thu gọn 95, phơm cần nhỏ gọn đó, super carbon nè, bắt máy Fuji tem vàng da băng hãng Alpha Tackle luôn nè,
Hãng Nhật này, tem Nhật luôn nè, tất cả mình fan Fuji hết. Đó, khoang cũng không có hư, không có nước khoang nào, carbon. Sẵn có chạy xước anh em ơi. Có chạy xước này, chạy xước mặt này nè. Anh em đâu, chạy xước mặt này. Còn mặt này không bị gì hết. Ngọn 3 ly nha em, cứng 34m2. Nói chung cây này tất cả đều thông số đều đẹp hết đó nè. Cân nặng mình 445g. Ngọn 3 ly. Thì cây này ngoại trừ lóng 2 nó bị chạy xước thôi, còn lại tất cả đều ok hết. Mã số 22, xước thì bớt 100.000 còn 800, khỏi phải chê khen gì hết. Mã số 22 800 nha em. Tiếp cây này cây cần tay số 2 da từ gốc đến ngọn. Cây cần tay 8m1. Đó, một cây vừa cứng này nè, tầm khoảng 6H. Nha, sóng hai da từ gốc đến ngọn hết rồi nè. Đây. Nên chú bác mình thấy chưa? Các bốn sóng, sóng sóng sóng. Đây, sóng hai da hết, sóng này tất tần tật luôn, sóng bù lớp hai da luôn, nhưng mà không phải hãng của NFT nha nè. Cái cây này hãng của thằng gì nó ghi tiếng Nhật, em cũng không có rành lắm, nhưng mà trăm nội địa Nhật nha. Sóng bù lớp hai da, vừa cứng 6H nha em, dài 8m1. Một triệu rưỡi thôi nè, bán này mình 1,5 triệu thôi nha. Nó cây này ghi NFT thì em bán giá, nhưng mà nó không ghi NFT, nó ghi chữ Tomboy này nè, hãng của Tomboy, hãng này hãng nào đi Nhật nè nha. Giờ 8m1 vượt cứng, em ghi giá 1,7 triệu nữa chứ nè, em ghi mã số 23 giá 1,7 triệu nè, nhưng mà quay lại bán 1,5 triệu thôi. Nói chung vừa bán vừa thanh lý nè, cân nặng mình là 350g nha. Cây này mã số 23, 1,5 triệu, vừa bán giá vừa thanh lý. Tiếp tục anh em ơi, cây này cây sub 3 phút nha em. Cây hãng của Ken anh em, hãng của Ken. Máy này mới hãng Ken, có mấy cây cần tay VIP lắm nè. Cây cần tay hổ mang chúa anh em. Cái da nó gần 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 như da hổ mang chúa, cho nên gọi là cây Ken hổ mang chúa anh em. Còn cây này cây sub 3 khúc. Hãng Ken nè. Phiên bản special bản đặc biệt, một cái sub 3 khúc cứng 30x4m nha em. Đẹp anh em. Rồi rất đẹp. Tất cả mình fan Fuji đá xám trên cao hết. Cái này thấy chưa? Made in Korea. Sản xuất Korea, xuất Nhật, phiên bản special, bản đặc biệt mà giới hạn luôn nè. Bắt máy Fuji đâu ha, tắt phiên Fuji 3 khúc. Cái nịch của mà kèn ráp này nữa nha. Ngọn 3 ly, 3 khúc, phô rất đẹp nè. Giá lại rẻ nữa, một cái sub 3 khúc, phôi ngon, chất lượng, giá rẻ. Cân nặng của mình là 443g, ngọn 3 ly. Cái gốc của mình chỉ có 23 thôi nè, gốc rất là nhỏ nha. Cái này mã số 24, 2,3 triệu nha mày. Số 24 cho 2,3 triệu. Rồi, mã số cuối cùng cho video này gửi đến mình một là một cái siêu phẩm nha em. Một cái ISO biển siêu phẩm Yamakasu 2 ngọn. Đó, mấy cây này mà đem được về Nhật bán lại bên bển này nè, giá tới tiền luôn. Được hai cái nịch Gamma nữa nè, hai cái nịch cần Yamakasu này thấy không? Cái bao này bao của cây khác nhưng mà bỏ nó rất là vừa nè. Đó. Mấy cây ISO biển này anh em là chuyên gì dòng ISO biển nè, mấy cây này đem gì về bên bển bán tới tỷ cuộc đời luôn. Nè, một cây gamma cao su nữa nè, cũng đời cao chứ phải đời thường đâu. Một cây gamma này, ISO biển nè, thấy không? 5m4 size MH này nè, hai ngọn luôn, hai ngọn xích gòn hết đây nè. Tất cả mình fan full xích gòn hết nè. Anh em nhìn đầu buông nguyên bản của người ta nè, nó có 3 dòng nha anh em, nó có 3 dòng, thực chất là nó chỉ có 2 cái dòng xứ thôi, một dòng là lòng trống nha. Nhiều khi quý chú bác mình không biết nó tại sao mà gửi tao để bị mất cái dòng này nè anh em mình. Tất cả cây su biển bán rất là nhiều nha, chỉ có 2 dòng thôi. Ví dụ nó có một dòng sứ thì nó là nó mất dòng sứ thiệt, nhưng mà cây nào mà nó gắn 3 dòng sứ là chắc chắn thằng khác có độ vô cái khoang khác vô đây. Nên quý giùm em nha, hoặc là anh em chưa biết thì đừng bắt lỗi người ta, có vụ tại sao có 3 lỗ mà hai dòng sứ thôi nha. Thì đó, tất cả fan full xích gòn hết anh em nha. Phôi có chạy sờn thôi, còn nguyên zin nguyên bản, dài 5m4 size MH luôn nè, một cái su biển. Nhưng nói mấy cây này mà đem về bển bán giá nó chinh nút trời luôn. Ở Việt Nam mình chỉ bán sưu tầm là chính anh em. Sưu tầm là chính, còn một bộ phận khách hàng mà nói để đánh ISO biển 4 khúc này ít lắm mình, rất rất ít.
Anh em là chuyên vị xu biển, chuyên quýnh gền đồ, quýnh bạo lực lắm rồi mới chơi mấy cái này thôi, còn bình thường họ chơi rút không à. Ha, mấy cái này anh em nghĩ đi, quải ra ngoài bờ biển câu rất là bất tiện đó, kiểu như vậy ha. Thì thôi em cũng bán giá là sưu tầm cho anh em mình chơi thôi. Một cái gamma hai ngọn nha, nè ngọn ly 8, ngọn 2 ly này nè, hai ngọn dài 5m4 size MH, cân nặng hết tổng thể của mình luôn, cân nặng hết tổng thể của mình là 875 g. Cây này mã số 25, bán giá 4 triệu thôi ha, giá 4 triệu thì đó. Chứ còn cây này nếu mình nói bán giá sắt dán chắc là không biết được rồi nè. Cái xu biển này nó mắc lắm, nói giá khi anh em nó khùng liên đó. Thì tất cả mà hàng hôm nay thì anh em chú bác mình quan tâm mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192035. Mọi giao dịch trao đổi mua bán đi qua Zalo, số điện thoại, không chúc đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube. Xin chào, chúc anh em mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công.